Ôi dồi, đi 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 nhanh nhanh, cái gì làm sao nữa, không chạy nhanh, cứu cái gì mà cứu nữa, quan trọng hơn là cái này tính mạng của mình này. Thằng 6 với thằng 5 cũng là tính mạng, anh không cứu được à? Ừ nhỉ, bây giờ làm sao nhỉ? Anh quay lại anh cứu nó đi hay là... Anh cứu làm sao được anh tuy là anh mạnh đấy nhưng mà anh không cứu đâu. Anh sợ anh yếu đuối, anh mạnh anh chỉ được khoanh mồm thôi. Anh cứu thì cơ này cũng thế giới này còn anh còn phải đi cứu bao nhiêu người nữa cơ mà. Thì hai cái người ngay trước mặt anh không cứu, bây giờ anh còn đi cứu ai? Vậy ừ, đúng rồi, cũng đúng nhỉ. Bây giờ nhá, anh bộ như thế này, mày ở đây mày đợi anh. Để anh quay lại anh xem tình hình bọn kia như thế nào á. Xong rồi thì là nếu mà ổn thỏa thì anh sẽ mới mày cho quay lại cứu lũ bọn nó. Nếu mà không ổn thỏa thì về hai đứa mới cứu kiếm anh với sách làm sao về. Anh đi. Ôi mày quá. Ôi toàn hồi bây giờ có chết rồi. Bây giờ anh em mình thương mày có muốn thống trị thế giới không? Tao muốn chứ. Mày phải làm theo tao. Mày làm theo cái gì đây? Bây giờ mày kéo nó đi một chỗ để dày. Ôi sao tao với mày che được gom lại để ăn thịt một đứa trước à? Ôi có vẻ ý này hay. Ăn thịt một đứa trước với phải thông minh phết đấy kia để dành. Ngày mai mày kéo cháu đi một chỗ đi, tao kéo một thằng đối một chỗ. Ok nhá. Ừ. Mày sẽ được thống trị cái thế giới này với tao. Đúng rồi, tao sẽ tao lên đi. Ôi Toàn ơi. Ôi ôi. Toàn nó rồi. Không ổn rồi. Không ổn rồi. Không ổn rồi. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu mất rồi? Đâu mất rồi? Ở đâu ấy? Nghe tiếng ở đâu ấy? Ở đâu ấy? Ở chỗ nào? Ở đây à? Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi trời. Ôi. Anh thở như mồi. Ôi ôi, nguy hiểm rồi. Toang thật rồi. Còn sống không anh? Toang rồi. Nguy hiểm lắm. Bây giờ nhá. Toang thật rồi. Trời ơi, tang là tang như thế nào anh cứu không? Này, vừa rồi anh quay lại anh xem anh đã định đi vào cứu. Nhưng mà nó mạnh lắm, anh đánh cho nó một trận rồi. Mà nó nằm lê liệt ở đấy rồi nhưng mà anh không cứu. Bắt nó heo sao anh không cứu? Anh đánh nằm lê liệt ra anh không cứu, anh còn đi về đây. Toang rồi. Bây giờ nhá. Anh nói nhanh đi. Anh cứ thở với em nghe anh thở. Mệt. Nhưng mà mệt nha. Bây giờ thằng King San với thằng River San ấy nó hợp tác với nhau rồi. Nó chuẩn bị lấy nhau rồi. Là tổ chức đám cưới. Không biết là tổ chức đám cưới hay không. Nhưng mà nó bộ là bọn nó yêu nhau rồi. Xong rồi nhá. Cơ này thì Nó đang xách cổ hai thằng kia đi rồi. Thằng 5 với thằng 6 đi. Nó bộ là mang đi đâu giấu ấy. Ôi rồi. Này. Xong rồi. Em nói cho anh biết nhá, anh bảo anh mang tiếng anh mạnh mà bây giờ anh không cứu nổi hai cái thằng đấy. Xong mà anh còn cái gì nữa? Nhiên ác ghê. Xong rồi nó sẽ tập hợp lại với nhau để nó ăn thịt một đứa trước. Một đứa trước. Ừ, xong rồi còn cái đứa kia nhá, ngày mai nó mới ăn thịt. Bởi vì là hôm nay ăn một đứa là đủ no rồi. Là để rảnh hả? Ừ. Có thể mình đi cứu đứa kia đi, một đứa kia bị ăn thịt thì thôi. Nhưng mà biết ở đâu mà cứu? Anh ở đây mà anh ấy không biết. Biết làm sao được, anh thấy vậy vẫn là anh phải đi chạy xuống đây anh bầu cho mày luôn. Này, tại sao anh không ở đấy, anh dình xem nó kéo đi đâu rồi, hắn bảo. Này, bắt đấu sao anh đi? Bảo lại mà dình thì cơ này còn cái nịt nữa. Trời ơi, bây giờ anh mà đi đến đây thì làm sao mà nhìn thấy nó được, sao mà biết nó ở đâu. Anh như vậy. Hay là bắt cái con này mang đi, để cho nó kìa cứu, nó giải cứu đi. Anh ăn con này à? Ui, con thế men. Con này sao? Tân Bình. Này anh dở à? Dở cái gì mà dở? Bây giờ này quan trọng là bây giờ nhá, anh phải đi cứu hai cái đứa thì đấy. Thì anh phải cứu chứ, nhưng mà bây giờ anh là người giải cứu thế giới mà. Trời ơi, anh chỉ xuất hiện được to mồm là giải cứu thế giới. Cái gì? Đằng sau kia đang sống vậy. Ôi, nó bắt thằng 5 xuống đây rồi. Hình như là cái nó ăn thì thằng 5 trước. Nó bắt đồng quan điểm rồi anh ạ. Oh my god. Em nghĩ nó nên nghe theo cái thằng King San ấy thì hay hơn. Ôi ôi, Toàn rồi. Tao không yêu mày nữa đâu. Cái gì vậy? Oh my god. Bọn này là phải đánh nhau, yêu nhau chắc. Chắc vậy rồi, hình như là chúng nó cơ đấy. Chúng nó tìm được cái điểm chung là thống trị thế giới rồi. Thằng King San này bây giờ nó về phía bóng tối rồi. Ôi dồi ôi. Ui.
Đúng rồi. Vào giờ khắc này ngày mai ta sẽ ăn thịt người. Đúng rồi, phải ăn thịt đó. Ta sẽ sang sức mạnh. Người cứ ở đây. Thôi toàn thật rồi. Toàn tháng năm rồi. Trời đã rồi. Tân bỏ ra để yên chân nào. Ôi đây, ôi đây, ôi đây. Đứa nào ấy? Ôi trời, bọn này sao bọn nó cứ ngủ đông nhỉ? Có mỗi anh em mình là không ngủ đông thôi. Anh em mình phải đi. Chứng tỏ là mày lười đi. Tao ngủ đông, tao lấy sức mạnh. Ừ, nhưng mà quan trọng là cứ để cứu đi. Ở đâu có nguy hiểm, ở đó có anh ta. Vậy à? Em thấy con này yếu. Đúng rồi, anh không thấy con này yếu, yếu ơi là yếu thôi. Mày, này... mày yếu vậy cứu được khối. Anh nghĩ là tao yếu không? Ừ. Dám chê tao yếu. Ừ, mày thôi, mày làm gì mày làm? Được rồi, nhìn sức mạnh mà. Ừ, làm sao? Cái gì đây, cái gì đây? Mày, mày định làm gì đấy? Ui dồi, ui dồi, ui. Ui dồi. Ui, ui, ui. Mày định làm gì đấy? Hả? Mày định làm gì đấy? Mày thấy chưa? Ta thấy rồi nhưng mà ta nghĩ là mày vẫn yếu, mày chưa đủ sức mạnh đâu. Nhưng mà mày lệch rồi. Hả? Mày vẫn thấy tao yếu. Ừ, mày vẫn yếu lắm. Mày phải nhảy hít hốp tao mới thấy mày khỏe. Giờ chỗ này nhiều gai góc, tao nhảy mà điên ở nhìn ơi. Ui, mày nộ à? Không được đâu. Bây giờ tao nói cho mày biết này. Mày, tao nghĩ là mày cũng khỏe đấy, nhưng mà không khỏe bằng tao. Tao biết là như thế rồi. Không, mày ơi, mày đừng nghe ai. Mày khỏe sao mày không cứu chúng nó đi mà. Nhưng mà mày đi. Mày có biết thằng đấy là thằng nào không? Tao không có biết. Mày biết thằng Kinh San không? Kinh San hả? Nó là bạn mày phải không? Đúng. Nhưng mà nhá, bây giờ nó không phải là bạn mày nữa rồi. Nó bị thế lực bóng đêm che mờ con mắt rồi. Đúng rồi. Ừ, nó bị... Mày biết thằng River San không? Tao biết. Thằng đấy là thằng thần chết đấy. Ừ. Thằng Kinh San bây giờ nó yêu thằng đấy rồi. Ôi mày quá. Sao lại có thể yêu nhau được? Tao không biết. Nhưng mà nhá, cơ này nhá, mày thấy hai thằng ấy là như thế nào? Mày cảm thấy sức mạnh của nó kinh khủng chưa? Thì cho chúng nó mà hợp sức lại, lúc này nó đánh đấu lại là có ba thằng như vậy cũng không thể nào đấu lại được với tao. Mày chắc chưa? Chắc không. 100% chuẩn. Này, nó chuẩn bị ăn thì thằng năm bên tao rồi, mày phải cứu đi. Ê, anh ơi, em thấy cũng ok. Được rồi, đi đây, lại đây. Wow, mạnh thế, nghe chừng cũng ok đấy. Nhưng mà này, lại đây mà rình này, nó ở đây này. Bọn nó đang thì chuẩn bị làm cái phong tục tập quán gì đấy. Ừ, chúng nó đang kiểu cái gì mày ạ. Mày còn nói đây mà gì không biết cứu người đi. Cứu cái gì mà cứu? Mày phải dình mày xem tình hình là như thế nào mày mới cứu được chứ. Cái bút của tao làm được hết. Mày về mày làm được cái nịt nhá. Con thần chết kia nó có cái lưỡi xìu đen đen mổ quạ cơ. Cái của mày bị thụt hết vào rồi này. Đúng rồi, cái của mày bị đều. Cái rìu của nó ấy, tao phèn vất gãy rìu. Gãy được khối, cái lại mày nhá yếu xịu ngay. Mày không biết thấy cái thằng Kinh San bạn mày nó đâu mạnh như thế rồi mà à, còn cơ này nó còn cộng thêm cái thằng San thần chết kia nữa thì mày toang ấy. Người quên rằng tao ngủ đâu để luyện sức mạnh à. Úi dồi mày. Nó cũng với ngủ. Nó không cầm tao được. Thấy chưa, mày thấy chưa? Cơ này nó mà ăn thì được thằng năm nhá, nó nâng cấp sức mạnh lên là mày cũng không có tuổi đâu. Đúng, nó mới là cái loại không có tuổi. Ta nâng cấp của tao rồi. Ta chuẩn bị lên cấp độ 5 rồi. Cấp độ 2 bịp vãi. Thấy thấy chưa, nó chuẩn bị lên cấp độ rồi. Nó ăn được thằng năm vào nó lên cấp độ 5 luôn. Ui trời, level 100 mà nhìn cái sức mạnh của mày của chuối vậy thì làm sao mà ăn được chúng nó. Khi mình ăn, mình phải khi người sẽ đi. Nhưng tao là con ấy lại thôi. Nhưng bên trong tao nó lại khác.
Mày đừng có bốc phét, mày bốc phét ít thôi. Bốc phét to như thế nhá, người ta bảo là nổ. Đúng rồi, chém tối mày ạ. Không tin hay để ta đấu 1-1 với nó thế. Ok luôn. 1-1 nên nó có 2 thằng đấy. Nhưng mà mình tao đấu được 2 luôn. Một mày kinh nghiệm cơ. Oai oai nhỉ. Chấp nhận không? Chấp nhận. Ôi mày. Mày bình tĩnh xem nào, mày cái loại mày á yếu chịu hay mà cứ phải bình tĩnh đi. Anh xem thừa cơ hội nào mà ra mà đánh chúng nó đánh đằng sau thôi để mà chuộc công lấy công. Cái loại mày. Bắt bình thì tao không chịu được rồi. Mày không chịu được thì mày cũng phải chịu. Đánh lén. Nó làm gì rồi kia? Nó kéo lại kéo đi rồi. Nó lại kéo thằng Nam đi rồi. Mày lên đi, kinh cha anh san, mày bồi khỏe lắm cơ mà sao mày không trèo cái chỗ như thế này? Ôi trời ơi, đấy mày khỏe mà cái này mày lại phải để cho con cha ra nó đi giúp mày cứu mày ấy kìa. Mày ngu thế để tao kéo mày lên. Cái loại mày ngu đần thối nát. Sức mạnh của mày như thế à? Cái lại mày nhá. Chưa làm gì. Mà chỉ có ngã thì ngã xuống mày á. Vừa gặp nó búng tay cho phát thì nó toang. Ôi dồi, mày không nhanh lên nó ăn thì thằng Năm rồi kìa. Ôi mày say rượu à? Đó thì thôi kìa, mày không nhìn thấy nó ăn thịt rồi kìa, nó ăn thịt người rồi. Chúng mày nhá, thằng Kinh San, thằng River San, tao nói cho mày biết này. Bây giờ nhá, này, tao nói cho mày biết, bên tao cơ này có người hỗ trợ rồi. Thằng Inh San nó bảo là cơ này nhá, một mình nó chấp hai thằng chúng mày luôn. Ôi giời, nó ăn thịt rồi, cứu đi. Ôi. Chúng mày, này, tao nói cho chúng mày biết. Chúng mày không nghe lời tao nói à? Tao đã bảo rồi, thằng Inh San nó đến rồi nhá. Kể cả là Kinh San hay là River San thì cũng phải tắt điện. Tắt đi đây. 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 Kinh San. Người lợi dụng lúc thăng cấp là lúc ta yếu đuối nhất. Người mà tấn công bất ngờ sao? Mày đứng dậy đi, mày đừng ăn vạ nữa. Người đứng lên đấy, không được manh động. Mày. Người đứng nhìn mày biết tao là ai không mà mày đến đây? Mày á, mày là thằng River San nhưng mày là thằng nào? Mày là River San, chuẩn bị thăng cấp đây. Mày thăng cấp còn lâu mới được. Thăng cấp rồi. Mày nhìn đây này, tao nói cho mày biết, đây là Inh San đấy. Người đã biết sức mạnh của ta chưa, quân Inh San. Người á, người thằng cái gì? Thằng cục cút à? Chúng mày á, hai thằng chúng mày không ăn được thằng Inh San đâu. Inh San mạnh lắm đấy. Mày chỉ là bốn rẻ rách thôi. Mày đừng có nói nhá, tao không thèm ra tay với chúng mày thôi. Bỉnh tay tao. Này, tao nói mày Inh San nhá. Ribo, thể sức mạnh cho tao xem. Ui giời. Cái loại mày thôi gì? Này, thằng River San, mày dừng lại đi, mày để yên nhá. Inh San nó thể hiện cho mày mà xem, vừa rồi nó còn lộn nhào cơ. Inh San thể hiện cho nó xem sức mạnh của mày đi. Đấy, tao đã nói rồi, thế lại chúng mày nhá, không có tuổi đâu. Còn thằng này mày thể hiện sức mạnh gì? Mày làm sao được? Mày tuổi gì? Con mụ này là tiền nhân của Tôn Ngộ Không à? Mày xem tao đây. Hôm năm nay tao có cái vũ khí mới. Đồn cầu sao đó là được có tao. Đây là vũ khí của tao.
thể hiện sức mạnh cho nó quay. Hey. Mày làm gì đấy? Tao kính nách thôi. Úi giời ơi, thằng này ấy, nách nó thối, không làm được cái gì đâu. Mày nói cái gì? Cái lại mày thối nực. Thôi. Cái lại mày thối nực. Ơi. Cái gì đấy? Mày tỉnh lên. Mày đã bảo mày đi rồi, mày còn không đi, mày ngu lắm. Đúng rồi, đấy bộ nó chạy đi không chạy là còn lại lại mà oai cơ. Mày đặt oai bình này. Ngu gì? Nè, tao nói cho hai đứa chúng mày biết nhá. Mày biết là ai không? Isan đấy. Sức mạnh ngàn năm đấy. Còn mày là ai? Mày im mồm để tao nói. Mày nhắm mày đánh lại được nó không? Mày biết không? Này im mồm. Ê tao bảo mày này. Đi. Mày xem mày đánh hai chúng nó không hai? Chắc chắn 100% mà tao đánh được. Hai đứa chúng nó mạnh lắm, anh bố mình chẳng đánh được cơ mà mày đánh sao được? Này nhá, mày đừng có nói bảo anh không đánh được. Chả qua là anh không muốn động tay động chân vào chúng nó làm gì cả. Người ta lại mang tiếng anh ra thôi. Em chưa thấy anh đánh nhất nào cả. Này nhá, anh không thèm thói, anh không thèm đánh thôi nhá, mày đừng có nói như thế. Nhưng... nói như thế là mang tiếng anh ra. Anh mà ra tay đất này bọn này sập luôn. Anh chỉ cần một ngón tay thôi. Đi tao nói chuyện với nó. Nhưng mà nhá, mày nhắm nhắm mà đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy nhá, cách cách mà chạy đi nhá. Nào sao? Chúng mày thích làm sao? Nó bình thường mày đấy, bởi vì mày cũng yếu mà mày không mạnh được bởi vì hai thằng này đâu. Phong mang hùng phong, phong là vùng 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 vùng, phong là chơi là phong, phong là si, phong là bài dân tộc, phong 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 là làm gì? Phong là vùng, hả? Vùng vùng, hả? Làm gì mày làm đi? Ui rồi, ui rồi. Nó đánh rồi. Isan mày cẩn thận đấy. Isan mày cẩn thận đấy. Nó khỏe lắm. Ấy bọn này bọn nó bóng đêm mà. Mày ngu lắm. Tao này. Ôi trời, thấy chưa? Isan ơi, mày cẩn thận đấy. Hai thằng chúng mày chạy đuôi với chúng đi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Để con Isan. Ôi ôi, anh Sa ơi, mày làm gì đây? Chạy đi, không đánh được thì chạy nhá. Ôi trời, bọn này không biết vũ khí của nhau rồi, ngu đần thối nát rồi. Này, tao nói cho mày biết. Tao nói mày nhá. Ừ, mày nói đi. Tao nói, mày chỉ là bốn người rách cho mày không đánh được tao đâu. Tao nói cho mày biết nhưng tao không chuẩn động tay không chân rồi. Cái lại mày thôi chứ, tao phải động tay không chân cho rồi cái mày á. Mày là cứt tuần. Mày đụng vào tao đi. Tao không thèm động là cái lại mày. Cái lại mày nhá, cái lại mày cái đừng có dí cái bồn cầu này vào mặt tao. Đừng có dí cái bồn cầu này vào mặt tao. Thằng này mày đi dạo kia đi. Tao nói cho chúng mày biết nhá, tao chỉ cần một ngón tay thôi là chúng mày ra đi luôn. Nhưng mà nhá, bây giờ nhá, tao nói cho mày biết này tối rồi. Mà thằng Năm bọn tao bọn nó về. Thằng Năm mấy con chân ra nó chạy được rồi, nó trốn được rồi. Tao nói cho mày biết là như thế. Bây giờ nhá, tao là tao không nói nhiều với mày nữa. Tao chạy đây. Ôi giời, tao chạy đây. Tao chạy đây. Chạy nhanh lên đi, sao rồi. Ôi 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 ôi.